đi bay lên trời luôn. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Up Jenny. Và hôm nay chúng ta sẽ tới với một video giới thiệu một cái command block. Một cái command block. Thì command này nó sẽ cho các bạn tầm như là 5 hay 6 cái item, 5 hay 6 cái đồ vật dùng để chôn thôi. Chỉ dùng để chôn và đặt bẫy các kiểu. Và những item này mình thấy nó cực kỳ vui và cực kỳ hay luôn. Và nó sẽ không phá nhà nha. Kiểu mấy cái item này sẽ không hẳn là kiểu dạng TNT nào hay gì. Tất nhiên nó sẽ không có mấy cái đó, sẽ không nổ. Nên các bạn không việc gì phải lo mà thằng bạn của các bạn kiểu lúc bị chôn xong la ó quá trời bắt các bạn xây lại hết đó. Rồi, ok, Noob nè. Ở đây chúng ta có mời thằng cha Noob ở đây. Thì thằng Noob nó sẽ là cái đứa thử nghiệm cái trò chôn này của chúng ta ha. Yeah. Ông Noob đang làm cái quần gì? Noob đang làm gì vậy ta? Xây nhà hả? T à? IT à? Ít à? Này học IT à? Thôi. Được rồi. Thì nếu bạn muốn sử dụng cái command block thì mình đã để cái link command block ở dưới. Bạn chỉ cần vào và copy command block, bỏ vào cái khối command và kích hoạt thì nó sẽ ra cái này, ra cái động này này. Thì úi giời ơi, mưa rồi, từ weather clear cái con nào. Rồi, thì command block này sẽ cho chúng ta, đúng rồi, 6 cái trứng, nghĩa là 6 đồ vật đó, để chôn. Đây, thì chúng ta có chôn furnace, có nghĩa là cái khối chôn bằng lò nung, khối chôn bằng slam block, khối chôn bằng cái bánh, chôn bằng con mực, chôn bằng một cái âm thanh nè, chôn bằng âm thanh. Và chôn bằng block bình thường. Ok, để đầu tiên thì để làm được cái khối chôn furnace, có nghĩa là chôn bằng thằng kia quỷ, đi đâu mất tiêu, chờ tí họ quay lại chắc nó xây thành cái nhà luôn rồi quá. Thì trước tiên để làm được khối chôn bằng lò nung, chúng ta sẽ cần một cái furnace, có nghĩa là lò nung bình thường, và flint and steel. Đó, sẽ ra khối chôn bằng lò nung. Thì khối chôn bằng lò nung này, những ai đi trong khoảng cách tầm 5 block trở lại thì khối chôn bằng lò nung này nó sẽ kích hoạt. Đó, làm gì đây, để đây, đây. Thì những ai đi trong khoảng 5 block nha thì khối chôn lò nung này sẽ kích hoạt lửa, nghĩa là lửa nó sẽ đi theo thành công. Rồi đi núp xuống đi, sẽ mặc bơ phở vậy đi, tỉnh đi mà không an toàn, yên tâm đi, an toàn. Ui gì đó đó các bạn, thì nó hoạt động vô cùng đơn giản, là các bạn có thể thấy là cho dù đứng ở trên cái block đó nó cũng sẽ bị cháy và không thể nào phá cái khối đó được. Xin nhắc lại với bạn là không thể nào phá cái khối đi này đi được, chỉ có cách là phá cái block bên dưới nó sẽ tự biến mất thôi. Miên thôi là tội nghiệp núp tội nghiệp núp quá. Ok đó, thôi dập lửa nào. Ủa, thanh niên kia ngõm cù đẻo nó thêm lần nữa rồi hả? Ủa, lại thêm một lần nữa thanh niên đã ngõm cù đẻo thôi các bạn ơi, thì cái tội nghiệp rồi. Đó, tắt cái này đó. Tội nghiệp thanh niên nè. Đó, cho cái khối chôn chôn này đó, ở đó mà đi giết heo rồi giết gì. Ôi, đừng, no. Trời ơi, thanh niên ngáo đá. Ok, thanh niên bị ngáo đá. Lại nè. Đó, xài chơi đi. Đi giết heo đi. Rồi. Cái đặt ra nó cứ bị cháy à, ngáo vậy. Rồi nó cứ đi giết heo thì không vậy? Không biết mấy con heo giết được không. Ồ, mấy heo không giết được, ghéo rồi, ngu rồi, mấy heo không giết được. Rồi, đến với cái đồ vật tiếp theo nha. Thì, tí thì té. Vật tiếp theo chúng ta là chôn slam block. Thì những ai bước chân lên cái chôn slam block thì nó sẽ cho chúng ta bay lên trời luôn. Đây, sẽ ở đây. Và cần một cái slam block bình thường và một cái chân thỏ. Em sẽ lên đây. Đó. Muốn chơi vui không? Đúng rồi, muốn chơi vui không? Đây, chơi vui nè. Pop. Đó, slam block. Vui lắm. Nhảy lên. Ôi. No. Tẹt. Nhảy lên. Ê, đâu sao đâu. Wee. Đi bay lên trời luôn, bay lên trời cao luôn rồi. Pẹp. Ôi, đi rớt hết đông trứng ra luôn. Vậy nè. Đông trứng cho nãy giờ rớt hết bố ra. Rồi. À, cái trò này chơi khá là vui, mình không biết là nó có thử nghiệm được ở trên mấy con không biết nó chịu thử nghiệm được ở trên mấy con quái này không, để mình thử coi nha. Trời, thằng này nó đặt nhiều quá. Đây, nó sẽ đẩy con này qua. À, hóa ra cái này chỉ làm được ở trên mấy cái con
con người mình thôi. Rồi xuống đây. Hết rồi, không bay nữa, không bay nữa. Nè, bập. Đó. Đó, thích bay nữa có thể cho bay. Không thích. Ủa vậy là cái này nó cũng bay được à? Ủa nó bay được đâu ta? Nó đập ra rồi mà nó lên lại mà sao nó đẹp bay lên được. Hình như ôi hình như các bạn rớt bên này rồi. Rồi, chúng ta sẽ cùng tới với cái đồ vật tiếp theo dùng để chôn nha. Thì đồ vật tiếp theo để coi nè. Tiếp theo là troll cake. Thì cái troll cake này có tác dụng là nếu các bạn ăn nó thì nó sẽ bị sét đánh ha. Các bạn ăn nó sẽ bị sét đánh. Đây, cái cách làm troll cake là quăng cái cake xuống và quăng cái que của quỷ lửa xuống. Pew. Ôi chết nhầm rồi. Pew. Bùm. Rồi, đây troll cake. Đây, nước đói không? Nước này, qua đây nhìn qua đây, nước đói không này. Đây. Thôi. Bút gì? Làm gì nhỉ? Đây. Nguyên cái bánh luôn, đói không? Ăn một miếng. Không đói hả? Không đói hay sao? Ôi ôi. Đang tính tham xét man. Vãi. Rồi. Ăn thêm miếng nữa là bị xét. Ôi như ăn có một miếng là bị xét đánh à. Chỉ có một miếng thôi hả? Thêm xét đây coi. Rồi. Thử ăn thêm miếng nữa coi. Xét đánh không? Thử đi. Ủa vậy là xét không đánh lần thứ hai hả? Vậy xét đánh có một lần nữa hả? Úi xời ơi. Ok. Ôi trời nó chết rồi. Ôi nó chết ngắt rồi. Ôi vãi này. Ô xét đánh cho mấy con heo biết là con này luôn nè. Ghê không? Ghê. Ok, rồi chúng ta sẽ cùng tới với cái đội món vật tiếp theo nha. Chúng ta còn đến những 3 món nữa là mày quá, hôm nay cú này không rớt. Rồi, sẽ phước cái này vô đây. Bập. Tiếp theo là Troll Squid. Thì cái Troll Squid này, sẽ lấy ra hết luôn đi. Cái Troll Squid này thì nó sẽ chịu hao hồi ra một con mực. Và con mực đó sẽ làm bạn mù thôi. Nó chỉ đơn giản là bạn mù thôi. Nên nó khá là ok. Bởi vì nó khá là dễ làm. Và không đến nỗi gọi là làm cho đàn bạn của bạn tức giận. Chỉ là bạn mù tạm thời. Nói chuyện với con heo kìa. Rồi. Thì cái Troll Squid này. Úi trời ơi. Trời ơi. Đúng tay. Ok. Thì cái con Troll Squid này. Đây. Đấy. Lại gần nó. Nó sẽ làm bạn mù á. Nó lại gần mới bị mù thôi, đi ra xa sẽ không bị mù. Nó chỉ cần giết nó là nó mất ha. Ui giời, lúc kiểu mù tạm thời. Mấy con Troll Squid này các bạn thể đặt ở dưới nước hoặc là đặt trên bờ cũng được, không sao cả. Nó sẽ khá là vui trong việc chôn bạn bè. Rồi vứt cái này lên đi. Tiếp theo chúng ta có khối Annoying Sound Block. Annoying Sound Block thì nó sẽ là một cái khối kiểu nó sẽ cho tạo ra một cái tiếng rất là khó chịu ha. Nha. Dạ, bây giờ chúng ta sẽ vứt cái nốt block và... Ủa, phải này chúng ta... Ui, đúng rồi, ui! Nó sắp block đây. Nè, một, thôi. Đi ra xa là không phải nghe nữa. Đó là kia, ôi vãi. Kia đi cháy rồi. Đi ra xa các bạn không nghe nữa nha. Đó. Nhưng mà lại gần mới nghe. Vì khá là đơn giản rồi, chỉ cần đập cái này đi thôi là được. Cái khối này rất là khó chịu đó các bạn, đặt ở trong nhà của bạn các bạn ha. Không sao, về. Nhảy không được rồi. Rồi, cái block mình nghĩ đây sẽ là block cuối cùng của bọn mình. Thì block cuối cùng này tên là Troll Block. Đây là một cái block khá là đơn giản. Ở ngay đây, chúng ta có một cái diamond ore, khối kim, tâm, cái kiếm vàng nữa. Troll Block. Pew. Đập đi. Không phải đập cái này, đập cái này cơ mà. Đập cái kim cương cơ mà. Cái này thì cũng không có đáng sợ lắm. Chỉ khi nào mà kiểu mấy bạn của bạn muốn hù bạn của bạn kiểu hù mà giả vờ sợ đó ba. Trời còn giả vờ sợ. Vậy nè. Kiểu hù mà lúc mà nó đang đi mai một mình á đó, nó thấy kim cương chạy lại đập liệu không, nó sẽ sợ xó. Ui trời ơi, má ơi to vậy, trời má ơi,
Tôi vậy rồi, ok. Hôm nay thằng nút diễn khá là sâu. Ơ, sao mấy cái kia không sao? Ồ, mấy cái kia không sao. Oh, yeah, ok. Ok, mình rất vui hôm nay thanh niên núp có mặt chúng ta ngày hôm nay để thử nghiệm cái đấm drone item này. Thì ok, nếu bạn muốn tải, quên lộn, không phải muốn tải, là muốn copy cái command block này thì mình đã để lên dưới phần mô tả đó, thì bạn sẽ xuống dưới đó copy và sử dụng nha. Và cái command block này sử dụng ở phiên bản Minecraft 1.11.2 nhé. Ok, đừng quên để lại một like và share video cho channel này nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.